Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi The Vogue. Sản phẩm được được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm The Vogue, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống The Vogue Nail Supply. Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu ultra heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ, với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị, được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Chúng tôi mời quý vị cùng bước vào với bản tin buổi tối ngày hôm nay, thứ tư, ngày 21 tháng 6 năm 2023. Và bây giờ là các bản tin chính. Các doanh nghiệp toàn cầu cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Bộ trưởng Tư pháp và các nhà lập pháp Hoa Kỳ lên tiếng nhận định về sự kiện Hunter Biden. FTC kiện Amazon lừa khách hàng ghi danh làm thành viên Prime. Chủ tịch Hạ viện McCarthy phản đối kế hoạch luận tội Tổng thống Joe Biden được đề đạt bởi dân biểu Bieber. Ngủ chưa có lợi lâu dài cho sức khỏe não bộ. Công tác dò tìm chiếc tàu lặn Titan mất tích trở nên gấp rút hơn khi thời gian đã gần hết. Quỹ hưu trí 401k chưa bao giờ có nhiều người tham gia đóng góp hơn. Chuẩn bị khởi động đơn vị năng lượng hạt nhân mới tại Georgia. Và đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin tối nay. Bây giờ, Thanh Thảo sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết. Bản tin đầu tiên là các doanh nghiệp toàn cầu cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine. Hàng trăm doanh nghiệp toàn cầu bao gồm Virgin, Sanofi, Philips, Hyundai Engineering và Citi đã cam kết hỗ trợ tài chính cho Ukraine trước thềm hội nghị các nhà tài trợ kéo dài 2 ngày diễn ra vào ngày thứ Tư tại London, Anh Quốc. Chủ tịch nhóm Ngân hàng Thế giới World Bank là ông Ajay Banga cho biết hơn 400 công ty từ 38 quốc gia đã cam kết hỗ trợ quá trình phục hồi và tái thiết Ukraine sau cuộc xâm lược bất hợp pháp của Nga. Ngoài việc các doanh nghiệp hỗ trợ tài chính cho Ukraine, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cũng công bố chương trình hỗ trợ tài chính mang tính bước ngoặt từ Vương quốc Anh. Chương trình này sẽ bao gồm 3 tỷ Mỹ Kim bảo lãnh khoản vay của Ngân hàng Thế giới, 305 triệu Mỹ Kim hỗ trợ song phương và tối đa là 318 triệu Mỹ Kim trong sự mở rộng đầu tư quốc tế của Anh tại Ukraine. Số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ các dịch vụ công cộng tại Ukraine, chẳng hạn như trường học và bệnh viện. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, ngân sách này sẽ nâng khoản viện trợ phi quân sự của Anh cho Ukraine lên hơn 4.7 tỷ bảng Anh, tương đương với 5.9 tỷ Mỹ Kim. Ông Sunak đã phát biểu trước những người tham dự hội nghị phục hồi Ukraine hôm thứ Tư rằng, như chúng ta đã thấy tại Bakhmut và Mariupol, những gì Nga không chiếm được thì họ sẽ tìm cách phá hủy. Họ muốn làm điều tương tự với nền kinh tế Ukraine. Cùng với các đồng minh, chúng tôi sẽ duy trì sự hỗ trợ cho việc phòng thủ và phản công của Ukraine và chúng tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine miễn là họ tiếp tục giành được chiến thắng trong cuộc chiến này. Ông Sunak tiếp tục nhấn mạnh, câu hỏi đặt ra cho chúng tôi hôm nay là chúng ta có thể làm gì để hỗ trợ điều này, để đẩy nhanh quá trình phục hồi và giúp Ukraine phát huy tiềm năng của mình. Chúng ta phải mang lại sự hợp tác giữa các chính phủ, các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp để biến điều này thành hiện thực. Thưa quý vị, liên quan đến tin tức Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden đã đạt được thỏa thuận để có thể ra nhận tội đối với hai tội nhẹ. Đó là tội đã không thanh toán tiền thuế và cái tội thứ hai là thủ đắc một khẩu súng khi đang trong ảnh hưởng của ma túy. Ngay lập tức thì từ ngày hôm qua đã có nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi đó thì đầu tiên liên quan đến vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ là Merrick Garland đã lên tiếng ngay lập tức bác bỏ một số các cáo buộc rằng chính trị đã đóng một vai trò quan trọng trong thỏa thuận nhận tội của Hunter Biden. Con trai của Tổng thống đã đồng ý nhận tội hai tội liên quan đến thuế và sở hữu súng. Thì các nhà lập pháp đảng Cộng hòa gọi đây là một tiêu chuẩn kép, nói rằng hình phạt của Hunter Biden chỉ là một cái tát nhẹ phớt vào cổ tay. Trong khi cựu Tổng thống Donald Trump thì nếu như bị những cái tội đó thì lại bị truy tố hình sự. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nói, như tôi đã nói, kể từ thời điểm được bổ nhiệm làm Tổng trưởng lý Hoa Kỳ, tôi đã giao vấn đề này cho một công tố viên liên bang thống nhất, người được cựu tổng thống, người được tổng thống tiền nhiệm bổ nhiệm và được chính quyền trước giao phụ trách vấn đề này.
và ông ấy sẽ được trao toàn quyền quyết định về vấn đề. Và khi ông ấy quyết định và ông ấy có xem đấy là vấn đề phù hợp thì ông ấy sẽ đưa đến quyết định. Đó là tất cả những gì mà ông ấy đã làm. Và nếu như quý vị có thêm bất kỳ câu hỏi nào về vấn đề đó thì quý vị nên hướng dẫn đến gặp luật sư của chúng tôi để có thể giải thích về quyết định của ông ấy. Bộ Tư pháp dự kiến sẽ đưa ra đề nghị là hình thức quản chế đối với các tội nhẹ liên quan đến thuế. Và đối với tội danh sở hữu súng trong lúc có chất ma túy thì điều này có thể sẽ được chuyển hướng, nghĩa là nó sẽ được bác bỏ nếu như ông Hunter Biden tuân theo một số điều kiện trong một khoảng thời gian nhất định. Liên quan đến vấn đề này thì dân biểu James Comer là chủ tịch giám sát Hạ viện đã nói: câu hỏi đầu tiên của chúng tôi là liệu công tố viên Hoa Kỳ ở Delaware có ý nghĩa gì khi cuộc điều tra này đang diễn ra. Chúng tôi không biết gì hoàn toàn về điều này. Cái lý do điều đó quan trọng không phải là vì phụ thuộc vào vấn đề FBI điều tra vụ tham nhũng của Biden, mà là vì họ đang lấy đó là một cái cớ để không cung cấp tin tức thêm cho chúng ta. Trong khi đó thì ông Mitch McConnell, lãnh đạo khối thiểu số thượng viện, nói rằng: có một chút gì đó khó hiểu ở chỗ này. Tôi nghĩ rằng Bộ Tư pháp đã đưa ra một tuyên bố nói rằng vấn đề hiện nay vẫn chưa được kết luận. Vì vậy tôi nghĩ rằng dựa theo những gì mà tôi đọc được và tất cả điều mà chúng ta đã biết thì vụ việc về cơ bản có vẻ đã kết thúc. Tuy nhiên chúng ta sẽ tìm hiểu. Tôi nghĩ rằng chắc là sẽ còn một cái điều gì đó bổ sung, nhưng tôi không biết rõ nó có hay không. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham ở South Carolina thì nói: xin lỗi, ông ấy đang có vấn đề. Quý vị biết đó, tôi không muốn điều này xảy ra với bất cứ gia đình nào. Tuy nhiên chuyện này đã kéo dài hơn 4 năm. Nó nên kết thúc bằng việc nhận tội trốn thuế và một khẩu súng. Sẽ có rất nhiều câu hỏi, và một trong những câu hỏi mà mọi người hiện nay đang đặt ra và cần câu trả lời. Họ hỏi rằng đây có phải là một thỏa thuận ngọt ngào đối với bản thân ông Hunter Biden hay không? Thật sự tôi cũng không biết, nhưng tôi mong được nghe lời giải thích từ các vị luật sư Hoa Kỳ, các công tố viên Hoa Kỳ có liên quan đến sự việc. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer là lãnh đạo khối đa số ở tại Thượng viện thì nói: hãy nhìn xem, tôi nghĩ rằng không nên có bất kỳ một sự can thiệp bằng các hình thức chính trị hoặc là từ phía bên ngoài vào. Luật pháp Hoa Kỳ cần phải được tiến hành một cách đúng đắn nhất như có thể. FTC kiện Amazon lừa khách hàng, ghi danh làm thành viên Prime là bản tin kế tiếp của chúng tôi. Ủy ban Thương mại Liên bang, viết tắt là FTC, đang kiện Amazon và cáo buộc công ty lừa khách hàng của mình để ghi danh làm thành viên dịch vụ Prime của mình. Các công tố viên cho biết Amazon cũng đã sử dụng các thiết kế giao diện lừa đảo được gọi là Dark Patterns, hay là mẫu tối, để ngăn cản những người dùng cố gắng hủy tư cách thành viên của họ. Đơn khiếu nại được đệ trình lên tòa án quận Hoa Kỳ tại Washington hôm thứ Tư ngày 21 tháng 6. Đơn khiếu nại của FTC ghi rằng, cụ thể Amazon đã sử dụng các thiết kế giao diện người dùng mang tính thao túng, ép buộc hoặc lừa đảo được gọi là các mẫu tối để lừa người tiêu dùng ghi danh làm thành viên Prime được tự động gia hạn. Amazon cố tình làm cho việc hủy thành viên khó hơn nhiều so với lúc ghi danh, múc 200 triệu người ghi danh làm thành viên Prime trả lệ phí vào năm 2021, một phần nhờ vào các khoản đầu tư đáng kể vào nội dung phim ảnh, gốc và vận chuyển hàng hóa nhanh hơn. Với Prime, Amazon có thể tạo ra hàng tỷ Mỹ Kim doanh thu từ tiền thành viên và khuyến khích, và cho biết rằng họ không nhận được thông báo trước khi đơn khiếu nại được nộp lên tòa. Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã lên tiếng kêu gọi các thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện bỏ phiếu để chống lại nghị quyết do dân biểu Cộng hòa bà Lauren Boebert, đại diện cho Colorado, đưa ra để yêu cầu luận tội Tổng thống Joe Biden trong tuần này. Ông Kevin McCarthy đã lập luận, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm điều này. Nhiều nguồn tin trong cuộc họp kín đã nói với đài CNN. Các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện hiện nay đang bị chia rẽ về nghị quyết của dân biểu Boebert, với một số thành viên xuất hiện trong cuộc họp đã bày tỏ sự thất vọng với việc nữ dân biểu bảo thủ đang lên tiếng thúc đẩy bỏ phiếu về vấn đề gây tranh cãi chính trị. Kevin McCarthy, chủ tịch Hạ viện, đã nói: đảng Cộng hòa nên để các cuộc điều tra của ủy ban diễn ra và cảnh báo rằng việc chuyển sang luận tội ngay bây giờ đối với Tổng thống Joe Biden, nó có thể là một cái đòn đánh ngược lại, có thể đe dọa vào đa số mỏng manh hiện nay của Cộng hòa tại Hạ viện. Chủ tịch Hạ viện cũng lưu ý rằng đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã giành lại Hạ viện 5 lần trong vòng 100 năm qua,
và hai trong số những lần đó đã mất thế đa số trong nhiệm kỳ tiếp theo. Chúng ta muốn trở thành đa số nào? Ông Kevin McCarthy đã hỏi trong buổi họp, theo một nguồn tin ở trong phòng đã cho biết. Là chúng ta muốn là chúng ta trở thành một đa số mà phải mất lại ngay sau 2 năm giữ nó, hay là chúng ta muốn giữ nó trong một thập niên và tạo ra một sự thay đổi thực sự sau đó? Ông Kevin McCarthy cho biết ông đã yêu cầu dân biểu Bieber phát biểu trong một cuộc họp kín và cô đã từ chối. Một nguồn tin quen thuộc cũng đã tường trình với đài CNN. Dân biểu Bieber đã không tham dự cuộc họp vào ngày thứ Tư và CNN cũng đã liên hệ với văn phòng của bà Bieber để lấy bình luận nhưng chưa được phản hồi. Chủ tịch Hạ viện McCarthy nói với các phóng viên ngày thứ Tư là ông không ủng hộ nghị quyết này. Ông nói, tôi nghĩ rằng việc đưa ra một điều gì đó như thế này còn quá sớm, không có nền tảng và điều đó sẽ làm giảm đi những gì mà chúng tôi đang làm hiện nay ở cấp ủy ban. Một số thành viên đảng Cộng hòa ở Hạ viện đã đệ trình các điều khoản để luận tội ông Joe Biden kể từ khi đảng này chiếm đa số tại Hạ viện. Nhưng dân biểu Bieber đã thực hiện một đồng hành động cụ thể vào ngày thứ Ba hôm qua và đã yêu cầu Hạ viện cần phải bỏ phiếu ngay để đưa đến kết luận luận tội Tổng thống Joe Biden trong tuần này. Thế đó là một bản tin liên quan đến sức khỏe. Ngủ trưa có lợi lâu dài cho sức khỏe não bộ. Đây là một tin tốt nếu như quý vị là người có thói quen ngủ trưa. Ngủ ngắn vào ban ngày có thể giúp duy trì sức khỏe não bộ khi chúng ta già đi. Đó là theo một nghiên cứu mới được công bố hôm thứ Hai trên tạp chí Sleep Health, tức là sức khỏe giấc ngủ. Các nhà nghiên cứu từ trường đại học College London và trường đại học của nước Cộng hòa Uruguay cho biết thói quen ngủ trưa có liên quan đến tổng khối lượng não lớn hơn. Điều đó có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc chứng bệnh mất trí nhớ và các bệnh khác. Trong cuộc nghiên cứu, các chuyên viên đã sử dụng một kỹ thuật gọi là ngẫu nhiên hóa Mendelian để phân tích các mẫu DNA và quét não bộ của 35.080 người từ 40 cho đến 69 tuổi từ năm 2006 đến 2010 tham gia vào cuộc nghiên cứu Biobank của Vương quốc Anh, một cơ sở dữ liệu y sinh lớn và tài nguyên nghiên cứu theo dõi của Vương quốc Anh. Ngẫu nhiên Mendelian là một phương pháp thống kê sử dụng di truyền học để cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa phơi nhiễm và kết quả. Các nhà nghiên cứu đã xem xét các phần mã di truyền liên quan đến khả năng ngủ trưa thường xuyên của mọi người và sau đó so sánh sức khỏe não bộ và kết quả nhận thức giữa những người có gene ngủ trưa và những người không có gene này. Bà Tara Spires-Jones là Chủ tịch Hiệp hội Khoa học Thần kinh Anh Quốc và Phó Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học Não bộ tại Đại học Edinburgh, người không tham gia vào cuộc nghiên cứu, đã nhắc rằng mặc dù nghiên cứu về giấc ngủ trưa được tiến hành tốt, nhưng những hạn chế bao gồm thực tế là thói quen ngủ trưa đã được tự báo cáo. Bà nói tại Trung tâm Truyền thông Khoa học rằng kết quả cho thấy sự gia tăng nhỏ nhưng đáng kể về khối lượng não ở những người có dấu hiệu di truyền liên quan đến việc ngủ trưa vào ban ngày. Ngay cả với những hạn chế thì nghiên cứu này vẫn rất thú vị vì nó bổ sung thêm dữ liệu cho thấy giấc ngủ rất quan trọng đối với sức khỏe của não bộ con người. Tác giả chính của cuộc nghiên cứu là Valentina Paz, một nhà nghiên cứu tại Đại học Cộng hòa Uruguay và Đại học College London, nói rằng bà đồng ý cuộc nghiên cứu có một số hạn chế nhưng họ tin tưởng vào phương pháp được sử dụng. Các nhà nghiên cứu cho biết trung bình sự khác biệt về thể tích não giữa những người ngủ trưa và không ngủ trưa tương đương với việc già đi từ 2 năm rưỡi cho đến 6 năm rưỡi. Tuy nhiên, những nghiên cứu trước đây đã ghi nhận rằng ngủ trưa quá nhiều cũng có thể gây hại và thậm chí có thể là dấu hiệu của chứng mất trí nhớ. Các đội ngũ tìm kiếm chiếc tàu ngầm bị mất tích trong khi 5 người hiện nay đang hiện diện ở trong chiếc tàu Titan. Và người ta đã tiếp tục nghe những tiếng động từ ngày thứ Tư và hiện nay các lực lượng này đang tích cực tìm kiếm trong một khu vực mà theo nhận định thì nó đã rộng hơn diện tích gấp 2 lần tiểu bang Connecticut. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã cho biết như trên. Tối ngày hôm qua thì cơ quan này cho biết một máy bay tìm kiếm của Canada đã tìm ra phát hiện ra một tiếng động ở dưới nước. Tuy nhiên các chuyên gia cho biết là họ không xác định được loại tiếng động này là tiếng động gì, nhưng nó cứ cách nửa tiếng thì lại vang lên. Đại úy cảnh sát của lực lượng cảnh sát biển Jamie Frederick cho biết một chiếc máy bay cũng đã nghe thấy tiếng động vào sáng ngày hôm nay thứ Tư. Ông nói trong một cuộc họp ngắn, nói một cách cụ thể về những tiếng ồn, chúng tôi thực sự không biết chúng là gì, thành thật mà nói với quý vị như vậy. Chúng tôi đang tìm kiếm ở một khu vực phát hiện ra tiếng động này. Ông cho biết là đội phó của hai phương tiện hoạt động dưới nước được điều khiển từ xa hiện nay đang tích cực tìm kiếm, cùng với một số các thiết bị khác đang trên đường và dự kiến sẽ tham gia chiến dịch tìm kiếm vào
khuya ngày hôm nay và sáng sớm ngày mai thứ năm. Ông Frederick cho biết là các chuyến bay tìm kiếm đã được lên kế hoạch tiếp tục từ trong ngày nguyên ngày thứ tư và kéo dài cho đến tối. Carl Hartsfield thuộc Viện Hải dương học Woods Hole thì cho biết tiếng động được mô tả như là một cái tiếng đập, nhưng ông cũng cho biết rất khó để có thể phân biệt nguồn gốc của tiếng động ở dưới nước này. Họ phải lắp ghép tất cả các chi tiết của bức tranh này lại với nhau trong bối cảnh và họ phải loại bỏ tất cả các nguồn nhân tạo tiềm năng có thể có ngoài chiếc tàu ngầm Titan. Ông Hartsfield đã nói, hiện nay nhóm tìm kiếm đang ở đúng khu vực. Vì vậy mà nếu chúng ta tiếp tục thực hiện phân tích tìm kiếm các mẫu khác nhau và tìm kiếm chung quanh nó, thì quý vị biết chúng ta đang làm một cái điều tốt nhất để có thể đến được một cái kết quả tốt cuối cùng, và chúng ta hy vọng như vậy. Sự biến mất của chiếc tàu này vào ngày Chủ nhật đã gây ra một phản ứng mạnh mẽ từ Hoa Kỳ và Canada, khi mà từ đó tới hôm nay thứ Tư thì đã có nhiều lực lượng hải quân không quân Hoa Kỳ cũng như là Canada đã cùng hỗ trợ để tìm kiếm chiếc tàu ngầm này. Khi chúng ta đang ở giữa một trường hợp tìm kiếm và cấp cứu, chúng ta luôn luôn phải đặt hy vọng lên hàng đầu. Ông Frederick đã nói như trên, và người ta vẫn còn tiếp tục hy vọng cho đến những phút giây cuối cùng. Được biết rằng có lẽ là đến sáng sớm ngày thứ Năm, tức là sáng sớm ngày mai, thì lượng dưỡng khí ở trên chiếc tàu này sẽ cạn kiệt. Cũng hy vọng là họ tìm được chiếc tàu trước khi hết. Cầu mong ha. Chứ không là bây giờ đã nghe được những cái tiếng động, họ nói, nhiều người thì nói là nó giống như là tiếng mà cái bàn tay đập vào cái cửa kiến, cái cửa sổ kiến của chiếc tàu ngầm vậy đó. Nhưng mà cứ mỗi tiếng thì nó lại vang lên. Nhưng mà người ta lại nói rằng cũng có thể là chiếc tàu nó bị hư hại. Nó bị kẹt. Nó bị hư hại cho nên cái tiếng đó là do cái thân tàu nó phát ra chứ không phải là ai đập. Do ai đập. Vâng, thành ra cũng chỉ hy vọng là điều tốt đẹp xảy ra cho họ. Cái đấy là bản tin về quỹ hưu trí, thưa quý vị. Quỹ hưu trí 401k chưa bao giờ có nhiều người tham gia đóng góp hơn. Nhiều người Mỹ đang tiết kiệm để nghỉ hưu bằng cách đầu tư vào các quỹ 401k tại sở làm. Công ty quản lý đầu tư Vanguard Group cho biết mức độ tham gia vào kế hoạch nghỉ hưu này đã đạt đến mức cao nhất mọi thời đại. Lý do được cho là vì nhiều nhà tuyển dụng đang tự động ghi danh công nhân viên của mình vào kế hoạch nghỉ hưu. Vanguard cho biết việc áp dụng ghi danh tự động đã tăng gấp 3 lần kể từ cuối năm 2007. Và sự tham gia được dự kiến sẽ tăng thêm trong năm nay khi đạo luật Secure 2.0 có hiệu lực. Luật mới yêu cầu các công ty phải ghi danh cho tất cả những nhân viên hội đủ điều kiện sẽ có hiệu lực trong năm nay. Luật này yêu cầu các công ty ghi danh cho công nhân với tỷ lệ tiết kiệm là 3% tiền lương của họ. Ông Dave Stinnett là người đứng đầu bộ phận cố vấn chiến lược về hưu trí tại Vanguard cho biết, đối với nhiều công nhân Mỹ, số tiền mà họ đầu tư phần lớn là thông qua kế hoạch nghỉ hưu 401k. Sơ lược về lịch sử của quỹ nghỉ hưu. Tiết kiệm hưu trí ở Hoa Kỳ từ lâu đã được coi là một chiếc kiềng ba chân. Người Mỹ có kế hoạch lương hưu, trợ cấp an sinh xã hội và tiền tiết kiệm của chính họ thông qua các kế hoạch giống như 401k. Nhưng điều này hiện không còn đúng nữa. Kế hoạch hưu trí gần như đã tuyệt chủng. Khoảng một nửa số công nhân trong lĩnh vực tư nhân được bảo hiểm bởi cái gọi là Defined Benefit Plans hoặc là kế hoạch lợi ích xác định vào giữa thập niên 1980. Nhưng cho đến năm 2021 thì chỉ có 15% công nhân viên lĩnh vực tư nhân có khoản tiền hưu trí này. Các khoản thanh toán an sinh xã hội vẫn cung cấp vào khoảng 90% lợi tức cho khoảng 1/4 người cao niên, theo các cuộc khảo sát của cơ quan an sinh xã hội. Tuy nhiên, quỹ ủy thác an sinh xã hội đang phải đối mặt với khoản thâm hụt 75 năm và nếu không có sự can thiệp nào thì nó sẽ cạn kiệt vào giữa thập niên 2030. Các nhà lập pháp đang phải đối mặt với một bế tắc chính trị kéo dài hàng thập niên về cách khắc phục điều này. Và những gì còn lại là quỹ 401k mà 68% công nhân trong ngành tư nhân có quyền truy cập. Báo cáo của các công ty quản lý tài sản cho thấy số tiền ngày càng tăng được đầu tư vào các quỹ nhằm tăng tiết kiệm hưu trí trong một khoảng thời gian cụ thể. 4 công ty quản lý tài sản lớn là BlackRock có khoảng 9.000 tỷ Mỹ Kim được quản lý, Vanguard có 7.2 ngàn tỷ Mỹ Kim, Fidelity có 4.2 ngàn tỷ và State Street có 3.5 ngàn tỷ. Gộp lại, 4 công ty này quản lý tài sản trị giá 65% giá trị kết hợp của các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500. Một lò phản ứng mới tại một nhà máy điện hạt nhân tại tiểu bang Georgia lần đầu tiên đã đạt được công suất tối đa và dự kiến sẽ đi vào hoạt động thương mại trong tháng tới. Georgia Power Company đã công bố vào ngày thứ Hai rằng đơn vị máy số 3 ở tại Plant Vogtle ở phía đông nam thành phố Augusta đã đạt được công suất tối đa của nó là 1.100 MW điện. Điều này đủ để cung cấp năng lượng cho khoảng 500 đơn vị gia đình và doanh nghiệp. Điện sẽ được gửi đến Georgia và các địa phương chung quanh bên cạnh ở các tiểu bang khác.
Giám đốc điều hành công ty Georgia Power Kim Green trong một tuyên bố đã gọi đây là một thành tích, một cột mốc thú vị. Bà nói, điều này cho chúng tôi biết rằng chúng tôi sắp hoàn thành thiết bị một cách an toàn và đưa nó hòa nhập vào mạng lưới cung cấp năng lượng cho các gia đình và doanh nghiệp tại Georgia với nguồn năng lượng đáng tin cậy, không phát thải trong nhiều thập niên tới trong tương lai. Lò phản ứng thứ tư tại nhà máy này đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm quan trọng và các nhà điều hành dự kiến sẽ bắt đầu nạp nhiên liệu phóng xạ từ tháng 7 cho đến tháng 10 nhằm đưa lò phản ứng đi vào hoạt động thương mại kể từ tháng 12 đến tháng 3 năm 2024. Hai đơn vị máy số 3 và máy số 4 tại Plant Vogtle và những lò phản ứng mới đầu tiên được xây dựng từ đầu trong nhiều thập niên trước ở tại Hoa Kỳ. Hai lò phản ứng đầu tiên số 1 và số 2 thì hiện nay đang phát điện ở tại Vogtle trong nhiều thập niên qua. Lò phản ứng thứ 3 và thứ 4 đã được Ủy ban Dịch vụ Công cộng Georgia phê duyệt được xây dựng tại Vogtle từ năm 2009 và lò phản ứng thứ 3 được cho là đã bắt đầu phát điện từ năm 2016. Chi phí của các lò phản ứng thứ 3 và thứ 4 này thoạt đầu được cho sẽ là 14 tỷ Mỹ Kim. Nhưng hiện nay thì nó đang trên đà tiêu tốn của các chủ sở hữu đến khoảng 31 tỷ Mỹ Kim. Con số này còn chưa kể đến 3 tỷ 700 triệu Mỹ Kim mà nhà thầu ban đầu Westinghouse đã trả cho các chủ sở hữu sau khi phá sản và nâng tổng chi tiêu lên trên hai đơn vị nhà máy này lên gần 35 tỷ Mỹ Kim. Và sau cùng là phần tin chứng khoán với chuyên gia đầu tư tài chính Thanh Thảo. Các cổ phiếu đã giảm hôm thứ Tư khi giới đầu tư tạm nghỉ sau đợt phục hồi của thị trường hồi tuần trước và cân nhắc những bình luận mới nhất của Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Jerome Powell về lạm phát. Ông Powell đã cho biết hôm thứ Tư rằng có thể sẽ còn nhiều đợt tăng lãi suất hơn nữa khi Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cố gắng chống lại lạm phát. Những bình luận đó được đưa ra sau khi kết thúc cuộc họp tuần trước khi Ngân hàng Trung ương đã ngừng tăng lãi suất sau 10 lần tăng liên tiếp. Tuy vậy, các quan chức cho rằng có thể sẽ có thêm hai đợt tăng nữa trong năm nay, mỗi đợt vào khoảng 0.25%. Đây là ngày giảm điểm thứ ba liên tiếp của ba chỉ số chính của thị trường chứng khoán. Một số cổ phiếu công nghệ lớn đã từng có mức tăng phi thường nhờ sự nhiệt tình xung quanh trí tuệ nhân tạo đã giảm trở lại. Cổ phiếu Amazon giảm vào khoảng 0.8% sau khi Ủy ban Thương mại Liên bang tức FTC hôm thứ Tư kiện nhà bán lẻ trực tuyến này. FTC cáo buộc Amazon đã lừa hàng triệu người mua hàng, ghi danh làm thành viên Prime và sau đó cản trở nỗ lực hủy bỏ tư cách thành viên có lệ phí của họ. Cổ phiếu Nvidia đã tăng gần 200% trong năm nay, giảm 1.7% hôm nay. Cổ phiếu của Alphabet, công ty mẹ của Google và Netflix đều giảm hơn 2%. Ở những lĩnh vực khác thì cổ phiếu FedEx đã giảm hơn 2%, một ngày sau khi công ty khổng lồ ngành vận chuyển này công bố doanh thu thấp hơn dự kiến trong quý gần đây nhất. Cổ phiếu Winnebago giảm gần 1.3% sau khi nhà sản xuất Motorhome không đạt được mức ước tính doanh thu trong quý 3. Và các chỉ số chứng khoán lúc thị trường đóng cửa hôm nay, chỉ số Dow Jones giảm 102.35 điểm, tương đương với 0.30%, kết thúc ở mức 33.951.52. Chỉ số S&P 500 giảm 23.02 điểm, tương đương với 0.52%, kết thúc ở mức 4.365.69. Và chỉ số Nasdaq giảm 165.09 điểm, tương đương với 1.21%, kết thúc ở mức 13.502.20. Giá vàng giảm 3.80 Mỹ Kim, tương đương với 0.20%, đóng cửa ở mức 1.943.90 Mỹ Kim một troy ounce. Giá dầu thô tăng 1.38 Mỹ Kim, tương đương với 1.94%, và đóng cửa ở mức 72.57 Mỹ Kim một thùng. Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Việt Fix Tonight với phần trình bày của anh Dũng và Thanh Thảo. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã chọn xem chương trình này và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và xin kính chào tạm biệt. Chương trình Việt Fix Tonight được bảo trợ bởi Vivo. Sản phẩm được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua đã có số doanh thu cao nhất. Với sản phẩm Vivo, tiệm nail của bạn thu hút hàng ngàn khách hàng nhanh nhất, tiền thiếp thợ được nhân cao nhất đã được chứng minh. Tiệm nail của bạn phải thành công ngay ngày đầu tiên khi bạn sử dụng hệ thống Vivo Nail Supply. Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Planet Coffee Roasters được sản xuất hơn 20 năm tại Hoa Kỳ, với nhiều loại cà phê đậm đà, đa dạng cho từng khẩu vị, được bán trên nhiều siêu thị khắp tiểu bang Hoa Kỳ. 1-888-461-2679. Pechanga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời.
The Vogue, sản phẩm đã được nhiều tiệm nail ở Hollywood dùng cho những khách hàng celebrity trong thời gian qua, đã có số doanh thu cao nhất. The Vogue, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic Callus Treatment Made in USA, làm láng mịn những gót chai khô, chai nứt trầm trọng nhất. The Vogue 5 sao Wax Made in USA, wax không đau, không đỏ da. Gel X, Bio Gel và Natural Builder Gel, không hóa chất độc hại, giúp làm dày lên những móng tay đã bị yếu và mỏng. The Vogue Dip Acrylic Gel Nail, với hơn 3,600 màu rực rỡ nhất cho 4 mùa. Tất cả các sản phẩm The Vogue bảo vệ tối đa sức khỏe của bạn và khách hàng. The Vogue, sản phẩm nổi tiếng 5 sao Organic, liên lạc 855-775-7796, 855-775-7796. Thơm quá đi, thơm quá đi. Cà phê hòa tan 3-1 thơm quá đi thôi. Chất đậm đà, rất béo, đúng là ly cà phê có chất lượng. Có thể dùng cho cà phê sữa nóng hay sữa đá đều ngon. Hãy đến với Planet Coffee Roaster. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu khuynh diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino, where you can rock and roll, sip and slide, twist and shout. Whatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.